Thưa quý vị và các bạn, trồng cây trong nhà chắc chắn đây sẽ là một trong những phương pháp mà rất nhiều người trong chúng ta lựa chọn, đặc biệt là trong khoảng thời gian mà chúng ta phải giãn cách xã hội vừa rồi. Thì chắc chắn Phương Thúy tin rằng là rất nhiều người trong chúng ta đã chọn cái phương thức này để vừa là làm mới không gian sống của gia đình mình, cũng vừa là để cho chúng ta có thêm những cái cảm giác thư thái hơn, đưa chúng ta trở về thiên nhiên nhiều hơn và yêu thương cây cỏ, yêu thương cỏ cây hoa lá nhiều hơn. Và cây cảnh trong nhà thì cũng có tác dụng là thanh lọc không khí, cũng như đồng thời là giúp tô điểm thêm cho không gian sống của bạn thêm xanh hơn. Và ngày nay thì cũng càng nhiều người đã lựa chọn việc là trồng cây cảnh trong phòng hoặc là bàn làm việc để có thể cải thiện không gian. Thế nhưng không phải trồng cây cảnh trong nhà thì luôn luôn lúc nào cũng sẽ mang lại những lợi ích tốt đẹp. Thậm chí là có những loại cây mà chúng ta cần hết sức cẩn trọng bởi vì chúng có thể gây hại đến cho sức khỏe của ngay chính bản thân chúng ta. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi một đoạn clip mà chúng tôi đã chuẩn bị tới cho quý vị. Thú trồng cây xanh trong nhà, tại văn phòng, nơi công sở khá phổ biến, không chỉ làm xanh mát không gian sống mà chúng ít nhiều còn mang ý nghĩa phong thủy tâm linh. Tuy nhiên, một số loại cây trồng làm cảnh phổ biến lại là những cây có thể gây độc cho con người, đặc biệt với những nhóm đối tượng trẻ em tò mò với thiên nhiên. Chúng có thể khám phá cây cỏ bằng cách nhìn, ngửi, thậm chí là cho vào miệng nếm thử, thì nguy hiểm này thực sự rất đáng lo ngại. Những cái tên như cây hoa trúc đào, cây hoa đỗ quyên, cây vạn niên thanh, cây hoa trạng nguyên hẳn đều là những cái tên cây cảnh hết sức quen thuộc, dễ dàng tìm mua tại bất cứ chợ hoa cây cảnh nào. Nhưng nếu nói rằng đây là những cây nằm trong nhóm có chứa độc tố, có thể gây nguy hiểm, thì không phải ai cũng đã biết. Với nhiều tên gọi như sơn thạch liệu, báo xuân hoa, sơn trà hoa, đỗ quyên là loại cây bụi tuyệt đẹp với những chùm hoa rực rỡ sắc màu, được trồng ở rất nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Đây là một loài cây thân gỗ với vỏ thân màu xám, thường nở hoa rất đẹp với màu sắc rực rỡ và bắt mắt, hay mọc nhiều ở những vùng núi cao vào mùa xuân. Vì thế, đây cũng là loại hoa thường được bày bán nhiều trong các dịp lễ Tết. Đẹp và dễ trồng, sống lâu, đỗ quyên đã trở thành cây trồng làm cảnh khá phổ biến ở nước ta. Hẳn rằng khi mua hoa đỗ quyên, nhiều người không biết đây là cây có độc tính cao. Và người bán hàng, dù biết hay không, cũng chẳng bao giờ chia sẻ thông tin này đến với người tiêu dùng. Không phải cứ cây có độc tố là có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng. Và cũng nhiều loại cây không nằm trong nhóm cây có độc tố. Tuy nhiên, chúng có thành phần yếu tố mà nếu cơ địa của chúng ta dị ứng với những thành phần đó thì cũng sẽ gây nguy hiểm trong quá trình tiếp xúc. Vì vậy, chọn lựa cây đặt trong nhà cũng phải rất cân nhắc đến yếu tố an toàn cho sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Có rất nhiều con đường đưa độc tố vào trong cơ thể của chúng ta. Việc chạm vào thân lá, ngắt cành để dính nhựa, hay ăn hạt, quả đều có thể là nguyên nhân khiến chúng ta bị nhiễm độc từ cây cảnh. Mức độ nguy hiểm của các ca ngộ độc do cây còn phụ thuộc vào thể trạng, cơ địa, tuổi tác của mỗi người. Trong đó, trẻ em là nhóm có nguy cơ bị độc tố cao, đặc biệt ở nhóm độ tuổi dưới 6 tuổi, thích tò mò khám phá thì nguy cơ gây hại này lại càng cao. Trẻ em rất tò mò với thiên nhiên, không hề sợ hãi khi khám phá cây cỏ bằng cách nhìn ngắm, sờ, ngửi hoặc cho vào miệng nếm thử. Các quả có màu sắc sặc sỡ thường được chúng chú ý. Tại Âu Châu, trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 10, thường có khoảng 20 ca ngộ độc do cây vườn gây ra. Nạn nhân thường là trẻ em trong độ tuổi dưới 6. Vì thế, phải rất lưu ý khi chọn cây trồng và vị trí đặt cây.
lưu ý trong quá trình chăm sóc cây. Để tránh ngộ độc, cây trồng trong nhà, thậm chí cây trồng trước cửa nhà cũng cần phải lựa chọn. Tránh dùng các cây đã được khuyến cáo gây độc. Ngoài ra, cây trồng trong nhà buổi tối cần đưa ra hành lang để tránh bị ngộ độc và đồng thời cũng giúp cây phát triển tốt. Với tất cả các loại cây, nguyên tắc tuyệt đối không tự ý ăn, uống, bởi chúng không phải là loại có khả năng ăn được. Dù có độc tố hay không, thì khả năng dị ứng cũng hoàn toàn có thể xảy ra. Nên đặt cây cảnh ở vị trí cao và ngoài tầm với của trẻ em. Việc chăm sóc cây như tỉa cành lá, gọt củ hay thay chậu cho cây. Đối với những cây có yếu tố độc, cần hết sức cẩn trọng. Trong cái quá trình mà đi chọn, đấy, thì mọi người trước khi mà chọn thì mọi người nên tìm hiểu trước thông tin. Đấy, một là thông tin qua các cái phương tiện, ví dụ như mạng internet, xem là ở với cái giống cây đấy thì nó như thế nào. Rồi là hai nữa gì, hỏi cái thông tin người tiêu dùng, thì cái người mà người ta bán, xem là người ta cái có thể người ta biết, nhưng mà đôi khi mà mình không hỏi người ta không nói, thì thấy có người mua hàng rồi thì thích quá, đúng không? Thế thì cái đấy thì chúng ta phải hỏi cái nguồn gốc của nó xem là gì, cái khả năng về nó có độc hại gì không. Khi mà chúng ta đưa vào trưng bày, ví dụ ở đối với trong các cái gia đình mà có trẻ nhỏ, thì chúng ta lưu ý là gì, đặt những cái chậu hoa đấy ở những cái vị trí để trẻ con nó không với được. Đấy, đấy thì không với được để gì, tránh hiện tượng mà các cháu nó hiếu động. Đấy, nó có thể nó bứt cái lá, nó có thể nó vò tay, có thậm chí thì nó còn bôi cả lên cơ thể. Đấy, thậm chí có thể ăn vào mồm thì có thể là gây độc hại rất lớn. Không thể phủ nhận mặt tích cực của cây xanh trong nhà. Nhưng hãy cẩn trọng trong việc lựa chọn và đặt cây cảnh góp phần làm xanh không gian sống và tác động tích cực lên sức khỏe của mỗi thành viên trong gia đình. Vâng, thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi với lời khuyến cáo đến từ các chuyên gia thì chúng ta chỉ nên trồng cây xanh trong những cái không gian thoáng như là vườn này, rồi dọc lối đi hay là mảnh đất trống và rộng. Muốn trồng cây trong nhà thì buổi tối chúng ta nên đem cây ra phía ngoài ban công. Trường hợp có trồng cây cảnh ở phía trong nhà của mình thì thỉnh thoảng chúng ta sẽ cảm thấy là hơi cay cay mắt nè, rồi bị chảy nước mũi, nổi mề đay một cách vô cớ thì chúng ta nên nghĩ ngay đến việc là mình đang bị dị ứng cây cảnh. Đặc biệt là có người có tiền sử dị ứng do tiếp xúc với phấn hoa, nếu như trồng cây và hoa ở trong phòng thì sẽ làm tăng nguy cơ, làm cho tình trạng bị dị ứng kéo dài và trở nên nặng hơn. Theo cơ chế thông thường thì dưới tác dụng của ánh nắng mặt trời, cây cỏ thường hấp thụ carbon dioxide và thải ra oxy, làm tăng lượng anion oxy vốn được coi là vitamin không khí cần thiết cho cơ thể của con người. Các chuyên gia cũng cảnh báo là không nên trồng quá nhiều hoa hay là cây cảnh trong nhà, đặc biệt là phòng có không gian kín. Bởi nghiên cứu cho thấy nhiều loại cây trồng trong phòng kín không tốt cho hệ hô hấp, thậm chí dẫn đến dị ứng. Ban đêm thì cây sẽ thải một lượng lớn khí carbonic rất có hại cho những người hít phải. Nhiều người coi cây trạng nguyên là biểu tượng cho sự thành đạt trong việc học hành nên thường lựa chọn làm việc trồng làm chậu cảnh. Thế nhưng nhựa của loại cây này lại chứa khá nhiều độc tố có thể gây nguy hại đến sức khỏe con người. Người tiếp xúc trực tiếp với nhựa cây có thể gây phát ban và đối với trẻ nhỏ vô tình ăn phải, lá cây trạng nguyên có thể dẫn đến đau dạ dày, nôn mửa hoặc tiêu chảy. Ngoài ra thì nhựa của cây trạng nguyên khi tiếp xúc với mắt cũng có thể gây ra kích thích. Và không riêng gì cây hoa trạng nguyên mà một số loại cây cảnh như là cây hoa môn hay trúc đào cũng có một số chất độc trong cây gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của những người trong gia đình, đặc biệt là với trẻ nhỏ. Do đó mà khi trồng những loại cây cảnh đẹp thì chúng ta nên có những sự tư vấn và tìm hiểu trước để không gặp phải những sự cố đáng tiếc xảy ra. Nhất là với những gia đình khi mà có trẻ em nhỏ giống như là gia đình chị Khánh Phương, đúng không ạ? Phương thì biết là chị Khánh Phương ở nhà thì cũng là một người rất là yêu cây cảnh, rất là yêu cỏ cây hoa lá. Thì không biết là mình có thêm những cái tip nào đó để lựa chọn cây cảnh để có thể là giới thiệu đến các quý vị khán giả không ạ? Thực ra thưa quý vị, không phủ nhận là nhà Khách Phương có cây, nhưng mà nói Khách Phương yêu cây cỏ hoa lá thì chắc là ai đồn sai rồi, không thấy không phải vậy đâu. Thưa quý vị, thực ra mà nói thì mẹ của Phương là một người rất là yêu cây cỏ thiên nhiên, cho nên vì vậy mà ở cái khoảng mà vườn ở trước nhà thì bà cũng có trồng cây xanh, và chồng của Phương thì lại là kiến trúc sư, cho nên nó rất là thích mà đem những cái mảng cây xanh vào tận dụng trong cái không gian trong nhà. Thì ở trong nhà vệ sinh của mình cũng có trồng một cái chậu cây nho nhỏ. Thứ nhất
nhất là làm đẹp thêm cho cái không gian trong cái nhà vệ sinh, và thứ hai là cũng khi mà bước vào nhìn thấy cái màu xanh đó mình cũng cảm thấy là mướt mắt hơn, nó dễ chịu, nó thoải mái hơn. Thế nhưng mà khi mà trồng những cái cây xanh trong nhà này thì giống như chúng tôi cũng đã vừa chia sẻ với quý vị, chúng ta hoàn toàn phải có những cái lưu ý nhỏ, bởi vì không phải cái cây nào chúng ta cũng đem vào nhà, không phải cây nào cũng là tốt cho sức khỏe cả. Và bên cạnh cái cây Trạng Nguyên mà Phương Thúy vừa chia sẻ thì có rất là nhiều người sẽ nghĩ rằng cái cây kim tiền trong phong thủy là một trong những cây mà rất là tốt khi chúng ta trồng trong nhà, bởi vì cây kim tiền theo phong thủy thì sẽ hút tiền rồi hút tài lộc, cho nên họ thường trồng cây cảnh này trong gia đình để tài lộc đổ vào nhà mình nhiều hơn. Tuy vậy thì cây cảnh này lại chứa một lượng lớn độc tố trong cuống và lá, nó có thể gây kích ứng cho da, niêm mạc môi, mắt rồi lưỡi, nên việc trồng loại cây này phải hết sức cẩn thận, chú ý để tránh gây hại cho sức khỏe của mình và gia đình. Trong phần cuống và lá cây kim tiền có chứa khá nhiều chất canxi oxalate, một loại chất có khả năng gây kích ứng cho phần da nhạy cảm trên cơ thể. Màng nhầy ở họng, niêm mạc ở lưỡi, môi, kết mạc ở mắt khi người bệnh ăn phải hoặc dính phải dịch do cây này tiết ra. Nếu như chúng ta hấp thu với lượng lớn canxi oxalate, ngoài các triệu chứng ở da, mắt, môi hay là lưỡi, nó còn khiến cho chúng ta cảm thấy nôn nao, khó chịu ở đường tiêu hóa, khó thở, thậm chí là xảy ra co giật, hôn mê. Với trẻ nhỏ thì làn da của chúng vốn nhạy cảm, những phản ứng trên sẽ càng nghiêm trọng và nặng nề hơn. Và nếu như chúng ta cứ nghĩ rằng cứ đặt cây xanh ở trong nhà vào những vị trí rộng và còn trống thì sẽ làm giảm thiểu được cái sự trống trải, thì đó là một cái sai lầm rất là nghiêm trọng trong cái việc trồng cây xanh trong nhà. Thông thường thì việc bố trí cây xanh trong nhà cần phải căn cứ vào cái bố cục mặt bằng, cấu trúc căn nhà cũng như là cái yếu tố phong thủy, và dưới đây là một số những cái vị trí mà chúng ta nên hạn chế đặt cây cảnh ở trong nhà mà quý vị nên lưu ý. Thứ nhất là ở phòng ngủ, như chúng tôi đã đề cập ở trên, thì đặt cây cảnh trong phòng ngủ có thể sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của bạn. Nếu như nhất thiết phải đặt thì chỉ nên đặt những loại cây xanh hoặc những cây có đặc tính đặc biệt có khả năng như là nhả khí oxy vào ban đêm, như là cây lô hội hay là lưỡi cọp hay là cây nhện vân vân. Còn tại lối đi lại hoặc là khu hành lang thì sẽ có không gian trống, nhưng đặt cây xanh thì sẽ dễ gây ảnh hưởng đến việc đi lại hay sinh hoạt của gia đình. Chúng ta tránh đặt những loại cây có lá nhọn hoặc gai nhọn hoặc có khả năng làm bạn bị tổn thương. Nếu như đặt thì chúng ta chỉ nên chọn những cây có dáng thẳng, tán nhỏ và kích thước gọn gàng. Ngoài ra thì chúng ta cũng nên lưu ý rằng có một số cây cảnh trồng theo hướng thủy canh rất dễ có những loang quang bọ gậy trong nước phát triển thành muỗi, sẽ dễ gây nên dịch bệnh sốt xuất huyết. Do đó trồng cây cảnh như thế nào và trồng cây cảnh làm sao để thực sự tốt cho sức khỏe thì chúng ta cần có những sự khéo léo lựa chọn trong không gian gia đình, lựa chọn những loại cây có ích và những loại cây không độc hại để có thể mang lại một không gian thật sự là xanh mát, một không gian thật sự là thoải mái, mang đến cái yếu tố thiên nhiên ở trong gia đình của quý vị. Nhưng mà cũng cần hết sức lưu ý để chúng ta tránh được những sự cố đáng tiếc xảy ra, nhất là với trẻ nhỏ.